tổng hợp những sự cố khó mà đỡ được khiến người xem cười ẻ. Mở bát cho video lần này là một chiếc chồng hết sức tâm lý. Chở vợ đi đến nơi, nhưng mà họ cũng có về đến chốn. Chú Hồ Choa, cái quần này chắc cũng phải thuộc dạng cao su nên mới kéo dài và dài đến như vậy chứ hả? Trường hợp này là ổ quá nha anh chị ơi. Lỡ may mà đang đi xe nó quấn cho một cái thì hỏi sao xui, cái chân của tôi đâu rồi? Tiếp đến là một trò chơi cực kỳ hấp dẫn mang tên tay ném đầu hứng. Mấy cái đồ yêu này, anh ỉn ỉn cái đầu một phát nhá. Và rồi choáng. Xém nữa là chấn thương sọ não rồi. Bay chơi kiểu gì mà mất nét thế? Chơi vậy ai chơi nổi? Quạo, anh quạo rồi nha mấy đứa ơi. Cha truyền con nối, với kinh nghiệm ba đời hành nghề bắt ong thì anh chắc chắn mẻ này sẽ thành công. Nhẹ nhàng lùa lùa túm túm á thì. Hãy chạy chạy đi chứ đừng có mà dừng lại. Hãy đi phía trước chứ đừng có. Thì xin là xin vĩnh biệt cụ luôn. Đồ bảo hộ cũng không độ nổi anh đâu. Đi săn mồi tự dưng biến thành mồi cho tụi nó săn, rồi đến thế là cùng. Đấy, các bạn thấy sao? Có những thước phim nào đắt giá không? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết với. Hãy để Vaccine Cười nâng niu từng khoảnh khắc, níu giữ từng kỷ niệm của bạn nhé. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.